Trước thực tế vì vướng mặt bằng nên dự án nâng cấp đường DT601 kéo dài chưa thể hoàn thành. Hiện nay thì huyện Hòa Vang đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực vào cuộc sớm tháo gỡ vướng mắc để dự án thi công hoàn thành trong năm 2023 này. Đây là đoạn chỉnh tuyến khu vực mộ bà già giáp ranh hai xã Hòa Sơn và Hòa Liên. Vì vướng mặt bằng nên suốt thời gian dài đoạn đường này không thể thi công. Mới đây xã Hòa Sơn đã huy động lực lượng cùng với các đơn vị liên quan hỗ trợ để đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành trong thời gian 10 ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khi kiểm tra thực tế mới đây. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các cấp chính quyền ban ban giải phóng mặt bằng thì đơn vị chúng tôi sẽ tăng cường thiết bị, xe máy, nhân lực sẽ đẩy nhanh cái tiến độ để được đề ra. Nếu thời tiết thuận lợi, đơn vị chúng tôi sẽ tăng ca trong để đẩy nhanh cái công việc đáp như tiến độ đã đề ra. Dự án nâng cấp cải tạo đường DT601 có tổng cộng 974 hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đến nay đa số các hộ dân thuộc dự án đã đồng thuận với chủ trương bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao tại một số vị trí, khiến tuyến đường chậm tiến độ dù đã gia hạn nhiều lần. Ngoài đoạn chính tuyến thì vị trí nút giao đường Nguyễn Tất Thành cũng còn vướng mắc. Huyện và xã sẽ tập trung xử lý và đảm bảo cái việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vì cái tiến độ là theo như Chủ tịch thành phố đã giao rồi, chậm nhất 31/12. Thì với tinh thần như thế là chúng ta phải tập trung. Thị xã cũng triển khai cái nhiệm vụ vận động dân để bàn giao. Còn lại tinh thần là không vì lý do mà chưa được giải quyết để rồi cản trở thi công cái toàn tuyến DT601. Đến nay toàn tuyến DT601 đã thi công thảm nhựa gần 34 km. Đoạn đường còn lại của dự án không nhiều. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công để dự án hoàn thành trong năm 2023 này.